Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tin Mới, và ngay sau đây là những thông tin mới nhất về tình hình chính trị xã hội được cập nhật liên tục trong 24 giờ qua. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 16 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, gần đây, mưa lớn đã gây ra thảm họa ở nhiều nơi ở Trung Quốc. Hàng trăm hồ chứa ở An Huy đã vượt mực nước lũ cho phép, nhiều thành phố bị ngập úng. Một số đường phố ở Đại Châu, Tứ Xuyên bị ngập lụt, nhà cửa và cửa hàng chìm trong nước. Từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 8, vùng núi Đài Bê và các khu vực ven sông ở An Huy có mưa lớn và mưa bão cực lớn. Một số khu vực xảy ra ngập úng đô thị và nông thôn. Sạt lở núi, 134 hồ chứa vượt quá mực nước lũ cho phép và 542 hồ chứa tràn hồ chứa nước. Các con sông vừa và nhỏ dâng lên đáng kể và tình trạng ngập úng xảy ra ở An Khánh, Đông Lĩnh, Trì Châu và những nơi khác. Các video được đăng tải trên Internet cho thấy khu đô thị An Khánh bị ngập nước, các phương tiện và người dân bị mắc kẹt, lũ quét bùng phát ở thành phố Thiên Sơn, An Khánh, nền đường bị phá hủy. Theo các báo cáo, diện tích đất canh tác rộng lớn ở nhiều ngôi làng bị ngập lụt. Ông Khui, một người dân ở An Khánh cho biết đường xá ở An Khánh bị ngập, nước trên núi cũng dâng cao, các hồ chứa cũng đang xả nước, nước tương đối lớn, một số diện tích đất canh tác cũng bị ngập trong năm nay. Một là nắng nóng, hai là thiên tai nghiêm trọng hơn. Và tác động của việc trồng lúa mì là tương đối lớn. Anh Vương, người dân An Khánh cho biết mưa to quá nên nước không thoát được. Nước ngập quá sâu khiến cộng đồng ở đây bị ngập. Bây giờ chưa phải mùa mưa, cứ đến mùa mưa là có mưa nhiều. Năm nào cũng vậy vì ở gần khu vực ven sông nên quen rồi. Trên Internet đưa tin rằng hơn 100 hectare lúa mì do ông Trương trồng ở làng Kim Thần, thành phố Tống Thành đã bị ngâm trong nước và đang phải đối mặt với thất bại. Ông Trương nói, Thối hết rồi. Bên chúng tôi là một hội chợ nhỏ, chỉ vì trời mưa mà nước trong hội chợ không thoát được. Hơn 100 hectare lúa mì đều chìm trong nước của dòng sông bên ngoài. Nước ngập tương đối cao, vì vậy bạn không thể thu hoạch được. Về cơ bản là bạn không thể thu hoạch được nữa. Ông Chu, một người dân ở An Khánh cho biết, thời tiết bây giờ bất thường, mưa đặc biệt lớn và kéo dài trong vài ngày. An Khánh và Tống Thành nghiêm trọng hơn. Dọc sông có lũ, nước không chảy được ở vùng đồng bằng trống trải. Vào ngày 14 tháng 8, ở Tứ Xuyên có nhiều trận mưa xối xả, có báo cáo về thiên tai. Video đăng tải trên mạng cho thấy nước sông ở quận Xuân Hân, thành phố Đại Châu dâng cao. Một số tuyến phố bị ngập, nhà dân và cửa hàng ở tầng 1 bị ngâm trong nước, gây thiệt hại nặng nề. Có một đoạn video cho thấy một trận lở đất ở hẻm núi lớn Xuân Hân, Ba Sơn đã lao xuống dưới núi và một số người đã bị lũ cuốn trôi. Mưa bão lớn cũng đang tiếp tục hoành hành ở phía Tây Nam và Đông Bắc Trung Quốc khiến đường phố ngập lụt và xảy ra sạt lở đất. Theo báo cáo phương tiện truyền thông nhà nước, một số người đã thiệt mạng. Vào ngày 14 tháng 8, một trận mưa như thác đổ đã quét qua thành phố Trùng Khánh, tỉnh Tứ Xuyên. Đường phố ngập trong nước bùn màu vàng. Máy kéo và xe tải bị nhấn chìm, khu vực địa phương đã bị đình chỉ công việc, trường học và các chuyến bay. Các phương tiện truyền thông chính thức đưa tin rằng, trong vài tuần qua, lũ quét đã tấn công nhiều nơi ở Trung Quốc, trong đó Trùng Khánh là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Vào sáng ngày 14, hơn 2.600 cư dân được sơ tán, hơn 40.000 người đã được sơ tán trước đó. Cơn bão lại đang tiếp tục quét qua 28 quận và huyện ở Trùng Khánh kể từ thứ Năm tuần trước, trong đó quận Vạn Châu đưa ra cảnh báo đỏ. Lập kỷ lục địa phương về lượng mưa hàng ngày cao nhất là 227mm cùng với cảnh báo lũ lụt và sạt lở đất. Ngoài ra, Nội Mông đã đưa ra cảnh báo đỏ vào thứ Năm. Gió và mưa dữ dội sẽ ập đến khu vực phía đông và trung tâm của khu vực cho đến đêm thứ Sáu. Cục khí tượng cho biết, từ ngày 13 đến ngày 14, mưa lớn tiếp tục tấn công các khu vực ở Đông Bắc, Sơn Đông, Nội Mông, Tứ Xuyên, Cam Túc, Thiểm Tây, Giang Tô và các khu vực khác. Tân Đường Nhân tại Bắc Kinh, ngày 15 tháng 8 đưa tin, thiên tai lũ lụt đang hoành hành ở Trung Quốc. Nhiều nơi ở Trùng Khánh và Tứ Xuyên hứng chịu mưa lớn gây lũ lụt. Một cây cầu đường sắt ở Trùng Khánh bị sập do lũ lụt, khiến các đoàn tàu ngừng chạy. Lũ lụt ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh, cầu đường sắt sập, sông vượt mức nước cảnh báo. Từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 8, mưa lớn đổ xuống hầu hết các vùng của Trùng Khánh, nước sông dâng cao, nhiều sông vượt mực nước cảnh báo. Huyện Vạn Châu bị mưa xối xả gây lũ lụt. Vào sáng ngày 14, một số trụ cầu của đường sắt Vạn Lương không chịu được tác động của lũ lụt. Mặt cầu bị sập khiến tàu phải chạy quay đầu và dừng chạy. Người dân địa phương cho biết có sạt lở ở trên cầu. Ngày 13 tháng 8, nhiều nơi ở Tứ Xuyên cũng hứng chịu mưa lớn, gây sạt lở núi, lở đất.
ở Đại Châu, Tứ Xuyên, đường phố ngập trong nước và các cửa hàng ở tầng 1 của nhiều tòa nhà bị ngập. Nhiều tỉnh và thành phố ở Trung Quốc bao gồm Trùng Khánh, Hồ Nam, Hà Nam và Thiểm Tây đã hứng chịu những trận mưa lớn trong những ngày gần đây, gây ra lở đất và thảm họa khác, dẫn đến các thảm họa như người và phương tiện bị tốc mái, nhà cửa bị cuốn trôi, đất ruộng ngập úng, thiệt hại hết sức nghiêm trọng. Cục Khí tượng dự báo trong 2 tháng tới vẫn có mưa lớn, lũ lụt, nhiệt độ tăng cao, nắng nóng gay gắt và xuất hiện thời tiết cực đoan hơn so với cùng kỳ các năm trước. Thời gian gần đây, khi miền Bắc Trung Quốc hứng chịu nắng nóng kéo dài nhiều ngày, thì một số tỉnh, thành phố phía Tây và miền Trung Trùng Khánh, Hồ Nam, Thiểm Tây lại hứng chịu mưa lớn kéo dài nhiều ngày. Theo tin tức trên mạng, sau trận lũ lụt xảy ra ở Tam Môn Hạ, tỉnh Hà Nam cách đây vài ngày, ô tô của một người nào đó đã bị mắc kẹt trong dòng nước lũ chờ cứu hộ. Do nước lên quá nhanh nên việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn. May mắn thay, những người bị mắc kẹt cuối cùng đã được giải cứu. Kể từ ngày 11 tháng 8, nhiều khu vực ở tỉnh Thiểm Tây cũng xảy ra mưa lớn và lũ lụt. Trong số đó, mưa xối xả ở huyện Trấn Bá đã gây ra lũ quét và lở đất, khiến nhiều ngôi nhà bị sập và hơn 5.600 người bị ảnh hưởng. Hơn 80 con đường ở thành phố Hán Trung của tỉnh bị hư hỏng và gián đoạn do ảnh hưởng của lũ lụt. Ngoài ra, Miên Dương, Quảng Nguyên, Lạc Sơn và các khu vực khác ở tỉnh Tứ Xuyên cũng hứng chịu mưa lớn và lũ lụt với các mức độ khác nhau. Hơn 460.000 người bị ảnh hưởng bởi thảm họa và hơn 30.000 người phải sơ tán khẩn cấp. Hiện tại, thảm họa tồi tệ nhất là ở quận Vạn Châu, thành phố Trùng Khánh. Khu vực này hứng chịu mưa xối xả từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 8, khiến 36 thị trấn và làng mạc với dân số hơn 37.000 người bị ảnh hưởng. Theo các báo cáo chính thức, lũ lụt ở Trùng Khánh đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng, 6 người khác vẫn chưa rõ tung tích. Hơn 10.000 cư dân phải sơ tán khẩn cấp để tránh nguy hiểm, thiệt hại kinh tế vượt quá 200 triệu nhân dân tệ. Từ đoạn video do truyền thông địa phương đưa ra, có thể thấy một lượng nước đục ngầu đổ về đây, ngập một số khu dân cư, một số ô tô bị lật và một số cây cầu đường sắt bị gãy một phần. Lũ lụt nghiêm trọng cũng xảy ra ở Vu Sơn, Trùng Khánh, một số ngôi nhà bên sông thậm chí còn bị lũ cuốn trôi. Người dân địa phương phàn nàn rằng đường xá và đất canh tác bị lũ lụt nhấn chìm và tất cả các cây cầu đều bị ngập. Theo thông tin do Cục Quản lý Khẩn cấp quận Vạn Châu, Trùng Khánh, tính đến sáng thứ Tư, lượng mưa lớn đã khiến 36 thị trấn, làng mạc và đường phố ở quận Vạn Châu bao gồm Ngô Kiều, Trường Lăng, Bạch Dương. Bị ngập lụt. Trận lũ này đã khiến hơn 1.949 hecta hoa màu của huyện Vạn Châu bị ảnh hưởng, hơn 1.112 hecta bị hư hại và hơn 568 hecta bị phá hủy, khoảng 50 hộ gia đình và 138 ngôi nhà bị phá hủy, 112 hộ gia đình và 221 ngôi nhà bị hư hại. Thiệt hại kinh tế trực tiếp của khu vực vượt quá 227,8 triệu nhân dân tệ. Trước đó, khu vực phía Tây Hồ Nam cũng hứng chịu mưa lớn trong ngày 10 tháng 8, khiến khoảng 2.000 ngôi nhà bị hư hại, hàng chục nghìn người phải sơ tán khẩn cấp do lũ lụt. Đồng thời, nhiều nơi ở Bắc Trung Quốc đang phải đối mặt với nhiệt độ cao và các đợt nắng nóng. Vào cuối tuần qua, nhiệt độ ở thủ đô Bắc Kinh và các khu vực lân cận lên tới 41 độ C, lần thứ hai trong năm cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi nhận khí tượng vào năm 1961. Dự báo thời tiết do Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc đưa ra cho thấy, trong 2 ngày tới, vẫn có mưa lớn ở Nội Mông, Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh và những nơi khác. Dự báo trong 1-2 tháng tới sẽ có thời tiết cực đoan hơn với mưa lớn, lũ lụt, nhiệt độ cao và các đợt nắng nóng cùng các thiên tai khác. Các chuyên gia khí tượng dự báo, tháng 7 năm nay nhiệt độ ở hầu hết các vùng của Trung Quốc sẽ cao gần bằng nhiệt độ cùng kỳ các năm bình thường. Xuất hiện nhiều đợt nắng nóng gay gắt, lượng mưa ở một số khu vực cũng có thể cao hơn trong những năm trước. Thưa quý vị, tuần qua, bão bụi tấn công Hami, Tân Cương ngày biến thành đêm trong vài giây. Vào khoảng 7 giờ tối ngày 12 tháng 8, Hami, Tân Cương bất ngờ hứng chịu một trận bão cát, bức tường cát do bầu trời đầy cát vàng hình thành tràn vào, liên tục tiến đến gần thành phố và nhanh chóng nhấn chìm toàn bộ thành phố. Ngày biến thành đêm trong tích tắc, chiều tối cùng ngày, đài khí tượng địa phương đưa ra cảnh báo bão cát màu vàng. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.